đó năm bà con mà đi đi miết cũng tới rồi. Nàng dễ giờ nuôi mà anh nuôi nó nhiều lắm, anh bán hết rồi. Bán hết rồi, nay chuyển qua bù béo anh. Vậy cái con số 4 nhanh phải không? Đúng đó. Chuyển bộ 4, con đứng sát vách đấy. Đồ con xéo con bông nữa hoài cho thằng em này. Mua hai vô chéo mua người con đi. Nuôi thử. Anh có thằng đó mà. Dạ. Không mới mua thử đi mở thử chứ tin tưởng thằng em thì tin nhiều rồi. Cô quá. Dạ coi em thì nếu mà theo dõi em là biết cách em mua bán như thế nào. Theo nhiều rồi chứ lâu rồi chứ. Ờ. Xô ra xô ra. Bây giờ mới bấm gì đâu đây nè. Bây giờ đưa đây không có đến mưa gì. Cái bà chuẩn bị đẻ. Anh dèm qua ở đầu trước á, anh dèm qua ở đầu con kia anh mới rồi kia nó lui ra đấy. Thằng trèo lên xe, sợ dưa trèo lên xe, cùng xuống. Nó chuẩn bị đẻ. Trước giờ nó sung nó cũng đẻ đủ mà nó đang đuổi ra đẻ 4-5 con đã bật hết không. Phối hợp đi toàn cái không anh? Mới bấm. Thì hơi 3 triệu, hơi 3 triệu bấm hết rồi. Dạ. Còn đây sát anh lớn mẹ con anh mẹ rớt này mẹ pháp á mẹ tàn tô rồi nuôi phải nem tầm 2 tháng nữa là nó mới đi ăn mung lại được. Rồi em ra lại đỡ xe không anh rồi dắt vô đi vô đó. Vô đây, Rồi này em mưa dữ. Em gị lại là được. À, nó mạnh gố lắm, nó ưng là nó bung á. Đi, đi, lên. Đi. Lấy dây rồi không? Dạ không. Để dây không? Không. Không, để dây. Để dây luôn ạ. Mua cũng nhà chuồng nào cho chứ cũng đâu có... Đâu có dời đâu, em đi mấy thì cứ nhà chuồng nào cho vậy. Nước con này, nước cho băng đây à, cũng mua rồi. Cũng mua rồi sạch rồi. Rồi, ok. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Còn mới vào cái sinh nè. Mà về đây nuôi lâu chưa? Một năm một tháng đây. Lên ô lên cổ không? Một năm một tháng rồi còn lại chiếc đồ em tầm mấy rồi chưa tới hàng xấu đâu. Lên dài lên cổ đó vậy là chưa tới hàng xấu. Cho nó quỳnh cái lưng hiền. Giảm lưng hả? Con này sẽ giảm đồ khá rồi đó. Con đôi mà nếu mà đừng giảm lưng là mông ra đẹp lắm không hay mà mông giờ đâu. Đúng rồi, nó giảm lưng là không ra mông. À, nó nhíu lưng là nó không có ra mông, nó dần dài nó lên trước. Còn nay một tháng vậy là bò đây đã được đâu chưa? Đã được bứt chưa? Chưa bứt luôn. Dài đẹp vậy đó. Mà con hơi bị nhiều lưng. Con này mà nếu không nhiều lưng là đẹp nữa. Chuồng trại đâu sạch sẽ ghê không? Ủa, anh nuôi mà đâu phải nuôi cái nhiêu đâu. Giờ bò ép quá rồi. Dạ. Không lành. Chuồng trại đồ quá ok. Một cái là anh thấy có rong thả ra là đi chứ còn nếu mà nuôi mưa là nó phải chết đi cột đồ à nó sinh sáng nó mới bền được. Còn cái con ba b là cho đứng tại chỗ tắm rửa thường xuyên cái dòng ba b là nó chịu mát. Dạ đạt cái tính ra con đời mà nó đứng nhiều lưng à đẹp nữa mình dài vai hứa đủ tiêu chuẩn chứ mà con đây do cái hơi giảm lưng chút mông nó lên không đẹp. Một năm một tháng rồi đây tóm hết tóm rồi nó làm tóm yeah.
Còn đời mày nếu mà bò có giá giờ cũng tìm không? Ngoài lai thì nó cần 80. Dạ. Yeah. Có trả tay xuống gì đó. Dạ. Yeah. Cần 80 phải cho xuống. Cái dạng qua bê ra bán rồi nói vậy cho đất rỉ không biết chứ mà có nhiều thiệt nhiều tiền. Nó bò của mình nuôi có cái gì không không? Nhà quê mình mà có con bò nó có tiền lớn chứ làm gì có tiền lớn được. Hiểu có thêm mà đúng vậy. Từ 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 biết anh. Chưa đâu. Về tập là nó biết. Tập là nó biết này. Giờ anh chưa ăn được. Giờ anh chưa biết không? Dạ. Giờ quật xuống đâu vậy? Dạ lên chỗ nãy đấy em bỏ con kia luôn rồi cà phê cà pháo rồi luôn. Quơ wow, giờ nó mưa sao mà nó mưa. Lắng xuống á. Đó, đây. Sao ạ? Đâu dẫn đường, dẫn đường. Đi xuống. Dòng ba bê mà đem tủ nó bí lại là nó không chịu đâu. Về nó hâm hơi cái con bò nó cắm. Để nó mát vậy, trời hôm nay nó mưa nó đâu có lạnh đâu. Mùa nắng là phải tém thường xuyên chứ còn không tém thường xuyên nó cũng chịu nấu à. Đồ ra phối còn ra được anh em được anh em. Mới bỏ phối là mới đi ra là đâu mặt vậy. Đằng nào qua tháng thứ năm thứ sáu là bắt đầu nó bứt lần ra. Nó mới đen lại. Mưa treo mà nó mưa từ nhà tới trường luôn á. Đây toàn nghe bò sinh không ấy. À, bò đi độc. Con này cái mất hình. Con này đực nữa thôi nhất luôn. Ở đằng kia nó bày vậy là khi mà đi được cũng được rồi ấy, là thích cái nhau cái nó ra ấy. Cho nó anh lại là nó đi chỉ đi được nữa. Nó mấy thành trong miền Nam nó tí á. Dạ. Xét nhau cho nó anh lại. Cho nó anh lại đi không bình hả? Còn bó nhau đó là đi ăn cái. Cũng tùy thuộc theo con nữa chứ mà thường thường là nó giỏi. Còn mới hai tháng mà nhìn mông đã. Dạ. Mời nhỏ anh bò dưới kia không? Đâu con này lớn hơn chứ. Nó to nó cao hơn mẹ. Nó lớn tiền hơn mẹ. Đó nó con nó hơi nhiều cái lưng nhưng mà nuôi con nam vậy cũng đạt chứ tính ra cũng hàng năm tạ mấy rồi chứ đâu ít đâu. Đâu, cô có lại cho nó ăn. Ôi trời già treo bó bò nuôi cái đó quan ngại treo bó. Ở trên đây thì không có thiệt chứ còn hậu vừa theo dõi kênh biết chứ. Cái đoạn mà Sơn Tịnh rồi Bình Sơn Đức Phố Mộ Đức rồi bó dưới đó xe bó trại không chứ đâu thấy bó ít đâu bà con nào nuôi đâu đâu mới cuốn mệt á nói về mất hồn cho mệt gì bò ăn uống đâu suy nghĩ đâu ngon lắm sợ không coi sợ không coi cho nó ăn á về mà bê mà bò chân thá mà về đứng chuồng lại đứng không nó có nó ăn là nó cũng lớn rồi cần gì mẹ nên to chứ còn mẹ nên phải từ hàng đôi nó lên cho vô mà kẹp dời chứ cũng không mua đâu nè em cũng không mua đâu nè mẹ đáng này mẹ xin mà cỡ giờ là không mua rồi nó sao nó gói bò lắm mới con đôi mới đi ra thì nó mát sữa nhìn nó đẹp đấy nhưng mà sao nó gói bò tàn nghe là không. À. Còn... tàn lớn rồi sau này nó ra con bò nó đang chim rừng để con ra chơi nói thái với con nó xe bị tông con đây là đi con tô đây là đi được con cái đi được còn mì ra đi cái đó là tranh lại chim khó trở lên tháng rồi ăn thì lại làm quen nha. Ờ về mới về cho nó ăn rôm trước từ từ có xem chặt quà miếng cám bỏ thêm một muối nữa cho tăng cường điện giải nữa bò đây là hầu vừa cứ chân thái với lại ăn rôm là chính về có rôm là nó quất hẹo vậy giờ còn sợ chứ chặt nữa là cũng có cho nó ăn vô nhỏ nước dạ.